Wow. Rồi bữa nay mấy anh em mình đang cắt rồi, máy của mình nó bị gãy cốt nha các bạn. Giờ là anh em mình tiến hành vô đây để mà thay cốt lại các bạn ơi. Chủ yếu là hàng vô đây. Rồi xem cảnh anh em mình tháo cái trục máy cắt này nè các bạn. Với lại hàng cái cốt vô. Rồi mời tất cả các bạn cùng mấy anh em mình làm việc nha các bạn. Xem hàng cái này như thế nào nha các bạn. Gãy ngang luôn. Cái trục này phải để chính xác mới được nha các bạn. Để không chính xác là không có cắt được đâu các bạn ơi. Nó sẽ quay tầm bậy. Rất là khó cắt. Phải canh kỹ lắm kỹ nha các bạn ơi. Cái trục này mà mình đặt không chung đúng các bạn, mình sẽ tháo ra mình hàn lại nữa nha các bạn ơi. Có đôi khi anh em mình cũng bị hoài à, bởi vì mình phải đòi hỏi là chính xác để xem mấy anh em này làm có đúng không nha các bạn. Rồi có lấy ra hàng lại giống mình không nha. Anh em đang tiến hành hàng nha các bạn. Gãy cái trục luôn. Giờ phải đưa về ngay vị trí cũ rồi hàng lại. Sau một khoảng thời gian anh em mình đã hàn xong rồi nha. Giờ chuẩn bị gắp vô. Rồi luôn rồi bạn ơi, bị xéo xẹo rồi, giờ mấy nay mình tháo ra lại các bạn. Giờ rồi ghe lúa tới luôn rồi. Chút xíu là cân lúa ở trên bờ luôn nha các bạn. Đây nguyên đống lúa mới vừa cắt xong. Quá trời nhiều lắm. Ồ kìa à. Quá mạnh. Máy ủi quá trời mạnh luôn. Trong nãy
hàng sai nó không có đúng cốt á, giờ phải cắt ra nha các bạn, cắt ra giờ hàng lại nha, vừa gắp vô lại. Giờ ghe cũng vô tới rồi, để thử dây lên mới được, để người ta kéo tiếp. Quá hay. Sau khi hàng xay cốt á, mấy anh em mình tháo ra, mấy anh em mình bây giờ hàng lại. Và bây giờ là cảnh anh em mình đang điều chỉnh cái cốt lại cho nó ngay nghe các bạn. Cốt này không ngay mình không có cắt được các bạn ơi. Quay nè. Ê. Quay quay dưới dưới dọm á. Quay nè. Mình ngồi xa thấy không có rõ đâu sao. Ừ. Đúng rồi, ngồi sao nó vô quay đây. Chút cái cốt nó vô quay lại đây cho nó đều không? Lấy lúa anh em mới vừa thu hoạch từ sáng giờ nha các bạn. Đây thì bà con mình thu hoạch được một công cũng được 16 bao. Mấy chỗ khác thì nó ok nhỉnh hơn, từ 18 cho đến 22 bao. Còn đây chỉ có 16 bao. Ở đây là trồng lại thơm không nha các bạn. Giá hiện tại là được 6.000 một ký. Là một khoảng thời gian cũng khá là lâu, anh em mình cũng đã hoàn thành xong rồi nha. Bây giờ là gắn vô, dặn ốc lại. Quay chiều nay ông đăng nhớ ông cho tôi kênh lên tôi tải về đặng tôi đăng nút lát tôi lên nha. Ok. Lát tôi là thứ dữ. Ông lát là nào? À dạ. 18 công đó. Ồ dữ dằn ha. Là nó tiếng nha. Nổi tiếng luôn, con 6 Đồng Tháp đó, cũng thiệt mà. À. 108 công ngày đó. Quá dữ. Để số điện thoại luôn nha, để số điện thoại ông bác bò nè, muốn về kia. Hỏi cậu mà ông bác chạy 108 công ngày. Số ốc lát luôn, còn mà muốn chạy qua ốc lát. Ai muốn chạy tiện 108 công là cứ gọi ốc lát à. Ảnh sẽ chạy vô. Quảng cáo đi một chút. Sáng giờ chưa rồi, 108. Bác này khác, bác mở khác. Ở
Này chị dữ quá, gãy cốt luôn. Gãy cốt luôn. Mà thường mấy cái chỗ đó là nó giờ là hiếm khi thấy luôn á trời. Hoạt động hết công sức mà vừa vậy. Anh bước lên cái hàng ra trong tiếp á. Trên bờ đây. Nằm ngoài đây đi. Rồi. Ai bước ra ngoài được. Dính này nè, mình nói tôi ha. Dính tính lên gì nè. Ở ngoài dính được rồi. Dính lên gì đó. À. Trong này ngoài ha. Được chưa? Trời ơi trời. Gì vậy? Lộn ơi. Không kêu một. Để chết rồi. Tại sao mà mưa mẫu? Sao mà? Sao kìa? Sao bỏ dưới đi rồi lộn. Dục thí mẹ nó vô trong đi rồi ngồi gắn lại. Tiếp đây, ở đây chuột ơi. Quá trời. Bự vô. Vô rồi đó. Chết con đĩ mẹ rồi hút ốc rồi. Hút kêu ra. Hút kêu hay là chưa tới. Vừa đúng mấy luôn á. Rồi. Cuối cùng cũng đã xong rồi các bạn. Giờ anh em mình dặn ốc chưa? Sau đó mình sẽ ra ruộng cùng với mấy anh em mình quay cho mấy bạn xem địa cảnh anh em mình cắt lúa nha. Bữa nay xem idol ốc lát ở Đồng Tháp cắt các bạn. Các anh em nó cắt gì lắm. Vô một cây cây nữa. Cây nữa. Cây. Hai cây mới được. Gắn trên trước không gắn cày thì gắn cái gì cho cực vậy? Được hai cây mới dặn được chứ cây sao dặn? Dạ. Để cây này xích xuống nè. Nó lên dạ. Để dặn tôi ta lộn cái cây này xích qua chút nữa nè. Nó gì đó. Vô. Dặn gì cái này lên trên đây này chứ. Đây là lộn rồi. Quá công phu. Nếu đồ không lấy xe cho màu. Nãy nó không lấy điếu 12 thôi hả? Quay hàng kéo 108 đồng nữa. Không gắn dài qua đây gắn ngược nhau hả? À? Cao cao lên đi dễ dài. Cái cây này lộn rồi nè, cây này nằm trong đúng không? Trong ngoài cái mẹ nó nằm gì nè. Làm như khác kiểu gì. Thứ này là alo cốt lát bình la nữa. Hai đồ cốt lát. Mà tưởng là bé đẹp.
dập đồ, dập cái máy hàng. Rồi đó, tới luôn rồi đó. Tao không cho lên cầu luôn. Giá chiều nay đừng mưa nha các bạn ơi. Hôm ngày dòng trời cũng cứ kéo mây hoài, ai cũng sợ chứ. Chiều nay gắn thuận lợi để làm tới tối luôn. Dạ đi. Đâu có hàng nữa đâu. Hết luôn. Vậy mới đủ bộ. Vậy người ta mới biết được cảnh mấy anh em đi cắt lúa nó cực khổ hay sao. Rồi xong xuôi cho các bạn. Anh em chuẩn bị lên. Rồi chuẩn bị ra ngoài ruộng xem chiếc máy này cắt luôn nha. Giờ anh em cũng đã hoàn thành hết rồi. Đi nhóc ơi. 2 năm trước mình quay bé này nhỏ xíu siêu rồi. Hôm nay nó lớn rồi, hôm nay nó học lớp 5 rồi. 2 năm trước thì nó học lớp 3. Mê máy đó. Nhào lên máy. Đó. Đúng. Test rồi, kiểm tra rồi. Giờ hành trình theo máy cắt đi cắt lúa nha các bạn ơi. Mới vừa sửa xong. Đây cũng còn một ít lúa cũng không còn nhiều nha các bạn. Wow, con đường khó đi với ta. Mình đi muốn bị lúng luôn. Xa với người ta. Thôi kệ đi, xuống dưới đó luôn. Rồi trở lại với channel của mình. Xem chiếc máy cắt sau khi hàng cái trục đó các bạn. Giờ là ra ngoài cắt thử nha. Đất ở đây thì nó hơi bị lúng nha các bạn. Lúng quá trời lúng luôn. Jasmine nha các bạn. Jasmine thì ở quê mình, cái khu ruộng lân cận bên đây thì một công chỉ có được 16 cao, 16 bao trên công. Với lại giá hiện tại ở đây với món này là chỉ có 6.000 một ký thôi nha các bạn ơi. Đây cắt thách rồi. Lúa sập rồi đất lúng. Anh ốc lát đang lấy nha các bạn. Quá trời là sình não rồi. Ôi trời ơi.
bày giỏi lắm nha các bạn, chúng ta rất là mạnh. Giờ máy đang cắt xuống nha các bạn. Rồi. Ủa? Rồi, đừng nó sụp nữa nha. À, nghẹn nghẹn. Ừ. Ừ, biết luôn, bị nghẹn biết băng tải luôn. Thì lỗi băng tải nó mới nghẹn. Ăn không được. Dinh gần máy với trời. Cái dinh có bị lớn này nè, mà gần máy lắm rồi các bạn. Máy nào cũng biết lái hết trơn luôn. Máy nào mùa nào cắt lúa bé nó cũng đi theo hết trơn các bạn ơi. Rồi này bé nó dắt mình đi ra ngoài này để quay chiếc phim 3 nha. Học rất là giỏi các bạn. Sửa máy được luôn nha các bạn ơi. Máy nó trục trặc hay hư hao khi mà cắt á, anh ấy cũng biết cách sửa. Lại gần gần để anh quay cận cảnh cho các bạn xem. Chính ba mà chạy còn cũng không nổi, lấy cát xuống là dễ gì lúng. Chú này những cái vùng nào mà cắt máy không được á, chú dùng lưỡi hái cắt tay, thì sau đó gửi trên cái mặt lúa để cho máy nó lại cắt người chính xác luôn. Đây chắc cũng còn khoảng một vài lam nữa. Thì hôm nay mình sẽ kết thúc ở cái cánh đồng này rồi qua cái cánh đồng kế bên nha các bạn. Rồi xa xa mấy cầu lúa chạy vô kìa. Khoảng 3 lam à. Phân bón giờ quá trời mắc ha.
Dạ. Dạ. Rồi hôm nay cũng hành quá trời luôn á. Quá vậy? Trong cậy vào có vụ này mà năm nay gì chết luôn rồi, thêm cái mưa gió thất thường nữa. Dạ. Dạ. Tháng hai mấy hả? Bởi vậy? 507 mấy bao à? Trời. Còn cái miếng cái kế dưới đó thì không có 16 bao à. Dạ. Ê, có chuột ở giữa khúc đó đó nha Vinh. Có chuột ở giữa khúc đó đó, nó mới nhảy. Ở này còn Lam thiếu nữa hả? À. Còn Lam dư à? Lại ngoài gì vậy? Bắt chuột hả vậy? À, mấy ông biết mà. Ở đây đi. À. Cái gì vậy? Lúa hả? Làm ruộng giờ thấy cực thế chú. Bởi vậy chắc mấy nếu mà năm nay xăng dầu lên thì chắc là mình cũng phải trả tiền công cho anh em cũng lên chứ hả? Nạn công nhiêu chú? Dạ. À dạ, gần 400.000 không ha, 400. Rồi mấy chỗ lúa sạch ở dưới Ngọc Chốt Chiến Gòi á là 420 đồng đó. Lúa sạch đó nha. Rồi giờ là anh em cắt xong. Dạ. Kệ đi, tại vì xăng dầu nó cũng lên với lại nó sập sập đó này nọ cũng tốn kém. Khó làm ăn lắm. Khó lắm. Khô đã cắt mau còn lâu lắm. Dạ. Với lại jasmine này cái cọng của nó dai dai hơn cái cây đầy thơm. À. Nó cắt nó trọng. Như lúc buổi sáng ra là thấy cắt không đứt luôn. Cái này mà trời nắng trời mát mát chút xíu là nó cũng bắt đầu dai lại. Còn ông mấy đứa cặp đây nè, chút nữa cắt nè. Chiều mát nghỉ cắt rồi. Chiều mát nghỉ cắt rồi. À, lúa của chú làm hết chưa? Làm rồi cắt. À, được nhiêu công bao trên công chú? Chú 16 bao công đó. À. Rồi, giờ anh em chuẩn bị cắt thêm chỗ mới nha các bạn. Video này mình tạm thời kết thúc nha. Rồi, bây giờ là mấy cậu mang lúa vào bãi cắt nha các bạn. Ở phía xa xa ngoài này thì có chiếc máy cắt Kubota DC 105 đang làm việc. Đó, chuẩn bị lên dốc mà. Vụ này vụ đông xuân mà quá trời. Ê, tụt dốc rồi. Mưa bão quá trời. Mưa gió quá trời. Ơ, gớt lúa, trời ơi, trời rồi, gớt luôn, gớt luôn, gớt luôn. Hai bao.